Lai xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Lời nói đầu tiên cho Lai gửi đến cô chú anh chị và các bạn một lời chúc sức khỏe, lời chào thân thương nhất. Thì bữa nay Lai tiếp tục thăm mấy chồng nữa cả nhà. Họ gọi là cái nhà Lai có chia sẻ đây nè, nó mới mọc nguyên cái khu vực trống này nè cả nhà, mà cuối cùng không bẻ được núm nào chứ. Dạ chứ nè. Thì đầu nghề của Lai đem bữa nay á, không có bẫy xi cua, chuối và tổ lưới cũng vẫn bình thường cả nhà. Đây. Hết biết cái vườn cao su cả nhà. Lai xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng theo Lai để trải nghiệm chuyến thăm bẫy hôm nay, coi có hàng khủng gì sướng sướng để xem nghe cả nhà. Hy vọng bữa nay có hàng khủng cả nhà. Thì cái đây tới cái bẫy đầu tiên của Lai cũng còn hơi xa, thì sẵn Lai lé Lai ghé Lai vòng vòng để kiếm nấm mối cả nhà. Em nhàn qua đó kiếm nấm mối nữa kìa. Và bữa nay thì nấm mối ở đây ta đã bẻ hết rồi, cũng không còn cả nhà. Chừng nào tới cái bẫy đầu tiên Lai quay chia sẻ cả nhà xem cả nhà. Hy vọng bữa nay có hàng cả nhà, chuyến gọi Lai đi thắt một chuyến rồi đó. Thăm cái bẫy đầu tiên cả nhà. Ai đổ cây chống lọc mới còn cái bẫy không trời. Trời ơi. Ai giật chống lọc thì cả nhà. Cái gà của Lai tự nhiên trở lên trước cả nhà. Con này chắc chân ký hơn cả nhà. Ký không? Đó. Dính ngay cái bẫy luôn. Ngay cái bẫy đầu tiên. Còn cái trong nữa, Lai còn trong đó một cái nữa nè cả nhà. Lai vô làm em nữa luôn đi. Để Lai dựng vô máy là bắt ra luôn cả nhà. Lai bắt em đó ra luôn cả nhà. Rồi xuống rồi. Rồi cho cả nhà xem kiếm xuống rồi. Đó. Quá đã. Ngay cái đầu tiên luôn cả nhà. Bành lò xo hết rồi. Cái nãy là chỉ nè cả nhà. Trời ơi, sập dính chuột cả nhà ơi. Sập hết hồn thiệt. Tính dính tròn không trời. Chuột núi. Đây lại bỏ vô rồi, cái tiếp là quay chia sẻ cả nhà xem cả nhà chuột núi. Đó không? Tiếp tục luôn cả nhà. Mô tắt gì mà dính chuột trời. Kìa. Dính xíu. Đây là chị vô tôi kế tiếp và quay chia sẻ cả nhà xem cả nhà. Nãy là quay đoạn quay cái lúc mà dính trộn cả nhà. Tôi xách ra bị lỗi cho lại cắt một khúc nha cả nhà. Xách ra lúc mà vô quay bị lỗi lại không thấy. Thông cảm cho Lai cả nhà. Tiếp tục luôn cả nhà. Cái này Lai bữa nay Lai cuốn luôn cả nhà. Khó ăn. Trời cái bẫy gì nhân chuyện trời. Trời dính xuống đất cả nhà. Xuống đất mà dễ dữ thì sao ta. Thì đi Lai bỏ vô cái tiếp là quay chia sẻ cả nhà xem cả nhà. Dính dấu đất mà quậy cái bẫy thấy tản thần vậy ta. Tiếp tục trong này Lai có một cái nha cả nhà. Cô dính chuột đem là tôi lưới vừa thải luôn cả nhà. Ơn xa là cái sập nữa cả nhà ơi. Rồi vô nữa, vô rồi. Vô nữa cả nhà. Trời ơi, một lỗ đất này nè.
Màu lũ đất này nè cả nhà. Trời ơi, cái bẫy này đặt trong đất rồi cả nhà. Ô quá trời ơi. Nó màu đất. Con này chắc cũng nhỏ cả nhà. Con chắc ký mấy à? Ký mấy này cả nhà. Con này trên ký gì đó. Quá đã rồi, đem ngoài bắt luôn cả nhà. Xuống vô cùng nha cả nhà. Để coi đã đem ngoài nha cả nhà. Điện thoại lại là quay như cái cảnh hồi sáng á. Cái máy là quay ngược cái rồi nó chạy màn hình đứng lên đó cả nhà. Bắt buộc là xóa cái đoạn dính tròn luôn. Cả nhà thông cảm cho like cả nhà. Quá sướng. quá đã. Cái này là quá đã nghe cả nhà, thuộc gì là quá đã rồi đó. Lại mới giờ nền mấy cái này không nè. Thật chiếc ngon, vô mảnh cả nhà. Nó như dưới đây là đã lắm mà. Mà trong đất rồi không ai đặt đâu cả nhà. Đó, con này chừng ký nữa. Vô mảnh lại. Sướng. Nhìn là sướng này cả nhà. Rồi mặt nó nhìn nè. Nè. Đó, nè. Đó. Đó. Quá đã. Em này trên ký đó cả nhà. Em này trên ký. Lớn hơn em là sáng. Lớn hơn con là sáng cả nhà. Em này hiền cái nha. Chắc cũng tương đương chứ không lớn hơn nhiều được cái nha. Chừng nửa lạng. Kệ. Cũng ký ăn lên cái nha, ngon. Để cho lại bỏ vô cái clip lại quay chia sẻ cả nhà xem cái nha. Sướng rồi đó. Còn hồi sáng lại quay cái cây ra không biết sao mà là lúc lại vô thăm đó cả nhà, bị hư. Bắt buộc lại phải xóa bỏ cả nhà. Đây coi loại hư rồi. Hui. Con gì trời. Chuột cả nhà ơi. Để like bỏ vô cái tiếp để quay chia sẻ nha, xem cái nha. Tiếp tục ở đây lại có con cái nha. Cái này bữa nay vô không dính là cuốn nữa nha. Biết nhiêu cử rồi. Lúc đầu lên vô mới đặt cái nhà, trồn môi đầy chân. Trời ơi, dính chuột nữa nè. Lên đây bị lớn rồi, lên đánh luôn sợ nó nhát, mà cuốn không dính luôn. Cuốn luôn cả nhà. Cái năm lúc đầu lai mới vô đặt đó cả nhà. Nó môi đây ha. Cây nào cũng có lỗ như vậy nè. Đó, mà giết đặt giết lắp rồi mất tiêu luôn. Khôn thiệt. Trời ơi, dính chuột cả nhà ơi. Trốn đây nha, thấy có người đi lai đi đường này. Sập rồi đây dính chuột trời. Lại bỏ vô tôi lướt cái tiếp là quay chia sẻ nha, xem đó nha. Cái này bên này dính không dính lại cũng cuốn cái này luôn cả nhà. Rồi dính con gì vậy trời. Chuột nữa quá. Cuốn luôn cả nhà. Nhìn thấy bạn em dính chuột không. Trời ơi. Cái clip là quay chia sẻ cái nhà xem cái nha. Tiếp tục ở đây là có con cái nha cả nhà. Sập nữa. Mà dính con gì chuột nữa cả nhà. Trời ơi.
Dính chuột thấy thương thiệt. Trời ơi con chuột. Hết biết rồi. Để lại gài lại cái tiếp lại quay chia sẻ nha xem đó nha. Quá trời con chuột. Cái này là cái cuối cùng của chiến thứ 7 hôm nay luôn cả nhà. Rồi, dính em gì nữa đây? Chắc chuột quá. Chuột chuột cả nhà ơi. Trời ơi con chuột nó bự. Dính toàn chuột gì không này cả nhà. Chuột cơm mà, con chuột núi đó. Quá trời con chuột. Cái gì mà không có dùng heo cả nhà. Đặt toàn dính gì không. Con này 5 con ký khỏe nha cả nhà. 5 con ký là khỏe luôn. 4 con chứ được 5 con. Để like bỏ chuột vô rồi like sẽ chia sẻ thành quả của like hôm nay có được bao nhiêu cả nhà. Chuột thì like thì khỏi rồi nấu lên luôn đi cả nhà. Đây. Một em sóc đất. Đó. Dưới em chuột con nhung này, con nhung này cả nhà, con nhung này con Vũ. Trời ơi chuột thì thấy bể cả nhà. Mấy ký á. Để lại đổ vô rồi lại cân ham chồng của lại có được bao nhiêu cả nhà. Thì lại cũng bỏ chuột vô hết đó cả nhà. Sẵn đây chia sẻ thành quả đây để mất thời gian hết cả nhà. Thì lai ở đây á thì có hai túi lưới mà trong đây một bao lai đựng hai túi bị gì vậy em trộn nó đã xé đó cả nhà. Đây nằm đây. Đó bên đây á thì bao này á thì hai túi thì lai trừ lá cây á, tổng cộng á, là hai lá hai túi là hai lá cây lai trừ cho một lạng đi với ba cái túi lưới là lai tính cho bốn lạng như vậy cả nhà. Để là kéo hai ông chồng của lai được bao nhiêu thì bữa nay vậy cũng ngon lắm nha cả nhà. Chuột của lai thì mấy ký nữa đây. Thử hai em có like được nhiêu cái nha. Ý trời. Cái cân siêu kỳ vậy cái nha. Cái cân mà bấm lên cái kéo nó tắt luôn. Tắt nguồn luôn. Để kéo lại cái nha. Đó. Đây. Đó. Trời ơi dữ trời. Trừ 4 lạng thì cũng còn là 2,6 kg. 2,6 kg. Mà like trừ cái này hơi có nước cái nha. 4 lạng thì không tin tưởng nổi. 3 kg, 2 con 3 kg. Hai con 3 kg này á thì bây giờ lai trừ gì đi cả nhà, miễn 4 lạng trừ cho 5 lạng luôn đi, nửa ký đi cũng còn 2,5 kg là một con ký 2,50 nha cả nhà. Vậy đi dễ, để trừ cho dư đi cả nhà để cân thiếu cái kỳ lắm. Lai tính thật là lai cần cho dư chứ không để cho thiếu cả nhà. Thì 3 kg 5,25 thì lai trừ cho là nửa ký đi, hai cái này là lai trừ mỗi cái là 2,5 kg đó cả nhà. Bởi vì ba túi lưới là 3 lạng, cỏ 1 lạng, 4 lạng rồi lai trừ cỏ cho 2 lạng luôn. Là nửa ký đó cái nhà cũng còn 2,5 kg. Trừ vậy là quá dư rồi nghe cái nhà. Thì một em chồng của Lai á, một em bự, em nhỏ. Một em nhỏ thì Lai nghĩ chắc một em nhỏ là 1,1 kg cái nhà. Vậy là bữa nay thành phẩm như gì á là cũng ngon này nghe cái nhà. Cuối clip này cho Lai xin chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe và thuận lợi trong công việc nha. Lai xin hẹn cả nhà clip tiếp theo. Lai xin mến chào tạm biệt cả nhà.